xin chào khán giả kênh Khương Dừa. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở phim trường Pixel ở số 1 Nguyễn Như Lượng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người đang ghi hình chương trình thi đua ẩm thực mùa thứ 6 đợt 2. Đợt này thì ghi hình 8 tập. Mọi người đang quay cảnh ăn uống. Đây là một cái tập chủ đề món ăn về màu sắc. Ví dụ như là món ăn toàn là màu đỏ, món ăn là toàn là màu đen, món ăn toàn là màu cam vậy bà con cô bác. Thì thôi mọi người ăn chổng, mình cũng ra đây mình kiếm cái gì mình ăn. Hôm nay thì các khách mời thì được ăn món có màu sắc, thì bên mình ăn nè, mình ăn bún. Ở đây có đặt bún bún thịt nướng cho bún thịt xào ha, bún thịt xào cho mấy bạn chơi kiếp ăn. Thôi sẵn Khương vừa ăn, cái Khương vừa quay clip, Khương vừa chia sẻ với bà con cô bác về tình hình mà chào chú, chào anh. Tình hình mà Khương Dừa với lại anh Colorman đã phát động để ủng hộ đồng bào miền Trung và con cô bác. Tính ra hôm nay là ngày 19 ha. Hôm nay là ngày 19 tháng 10 2020. Hôm qua là 18. 18 tính ra phát động là tính ra ngày 17. Ngày 17 là chính thức là hình như Khương Dừa nhớ là buổi chiều á, là anh Colorman gọi cho Khương Dừa là hai anh em là bắt đầu quyết định là sẽ đi miền Trung để chia sẻ gánh nặng khó khăn của đồng bào miền Trung trong đợt bão lụt này đó. Trước tiên thì Khương Dừa với lại anh Colorman là quyết định bỏ ra mỗi người 100 triệu đó. Ngoài ra thì vận động thêm đồng nghiệp anh em trong công ty, rồi Khương Dừa về cũng đọc theo con gái con trai của Khương Dừa nó cũng được hai mấy triệu đó. Thì hôm qua nay là sau khi mà Khương Dừa chia sẻ trên kênh của Khương Dừa là hai clip ha, một clip chứ mới một clip là hai clip, một clip là Khương Dừa chia sẻ là cái Khương Dừa sẽ đi miền Trung, cái thứ hai nữa, cái clip thứ hai là Khương Dừa có thu tiền của mấy bạn nhân viên ăn ít thôi, ăn nhiều không nổi. Thì hiện tại thì số tiền mà bà con cô bác gửi cho Khương Dừa là lên đến là 200 triệu. Là bà con cô bác gửi cho Khương Dừa không nha. Người gửi 100-200 ngàn á, chứ không có gửi nhiều. Cao nhất là chắc cũng mười mấy triệu á. Chứ không có nhiều như các anh chị nghệ sĩ đồ mà họ vận động, họ phát động. Thì Khương Dừa thấy là công nhận bà con cô bác mình có cái tâm lòng chia sẻ hướng về miền Trung. Và gửi ủng hộ rất là nhiều. Nhưng mà Khương Dừa nghĩ là ít nhiều gì nó không quan trọng, mà quan trọng là cái tấm lòng của tất cả mọi người hướng về miền Trung. Hy vọng là cái tấm lòng của mọi người sẽ giúp cho bão lụt được đi qua mau để cuộc sống mọi người trở lại bình thường. Thì tới nay thì chắc là mỗi ngày cuối ngày Khương Dừa sẽ cập nhật xem cái số tiền được bao nhiêu hả bà con cô bác, rồi Khương Dừa cũng đăng lên chia sẻ. Những cái video như thế này thì nó sẽ không có mang mục đích giải trí hay là mục đích gì nhiều, mà Khương Dừa chỉ mang mục đích thông tin để quý ông bà cô chú nắm, để cũng theo dõi từng ngày để biết. Thì coi như là hôm nay là 19 ha. 19 thì Khương Dừa hiện tại là hồi nãy là Khương Dừa tổng kết lại được 183 triệu rồi. 450.000 đồng gì á. Ngoài ra thì nãy giờ còn rất là nhiều tin nhắn bà con cô ta của ngân hàng báo là Khương Dừa nhận được thêm ít tiền của bà con cô bác gửi cho Khương Dừa. Thì lát Khương Dừa tổng kết lại, có thể là cuối ngày hôm nay thì Khương Dừa sẽ nhận được hơn 200 triệu đó. 200 triệu hả, rồi anh Colorman rồi ảnh nhận cũng được kha khá, là chưa tính số tiền mà Khương Dừa với lại Khương Dừa bỏ ra đi nha. Cái đó số tiền của ông bà cô chú gửi cho Khương Dừa thôi đó. Có người gửi 50, 100, gửi thấp nhất là 50, có người gửi 100, 200, gửi cao nhất là mười mấy triệu đó. Và hiện tại thì các cô chú anh chị ở nước ngoài cũng đang liên lạc với Khương Dừa, hỏi là khi nào Khương Dừa đi, rồi cách chuyển tiền như thế nào để ông bà cô chú chuyển về cho Khương Dừa. Thì Khương Dừa cũng có nghe điện thoại. Với lại tại vì mấy ngày nay Khương Dừa bận ghi hình thiên đường thực á, nên cũng hơi bất tiện xíu. Có khi cô chú anh chị nghe gọi mà Khương Dừa nghe không được thì cô chú anh chị cũng thông cảm cho Khương Dừa. Khương Dừa đang ngồi trong phim trường á. Đó. Có hy vọng là ngày là 19 ha. Ngày 20, 21, 22 thì 23 Khương Dừa đi, 20, 21, 22.
thì 3 ngày nữa hy vọng là số tiền của mình riêng cái nhánh của Khương Dừa hy vọng là mình sẽ kiếm được chừng 1 tỷ bạc đó, Khương Dừa cũng hy vọng vậy. Rồi cộng cái số tiền mà ông bà cô chú đã gửi cho Khương Dừa trước đó là kêu Khương Dừa giúp ai giúp, gặp ai giúp, mà Khương Dừa nghĩ là số tiền bây giờ Khương Dừa giữ cũng nhiều thì Khương Dừa không đi giúp lẻ tẻ nữa mà Khương Dừa sẽ trích ra một số tiền khá lớn, tầm 200-300 triệu gì đó, để Khương Dừa đi Khương Dừa giúp cho đồng bào miền Trung luôn. Còn một số ít thì Khương Dừa, một số còn lại Khương Dừa giữ lại để mai mốt sau bão lụt có về Khương Dừa gặp ai Khương Dừa giúp được thì giúp. Dạ, với lại qua cái thông tin này thì cũng cảm ơn quý ông bà cô chú rất là nhiều, coi như là đã tin tưởng Khương Dừa với anh Coleman, gửi tiền cho Khương Dừa với lại anh Coleman để hai anh em đi. Khương Dừa với anh Coleman thì cố gắng tổng hợp số tiền thật là kỹ, chắc là Khương Dừa với lại anh Coleman sẽ tổng hợp số tiền thật kỹ chứ các cô chú gửi lắc nhắc quá nhiều không tổng hợp lại được, tổng hợp thôi. Cuối cùng mình được bao nhiêu tiền rồi hai anh em sẽ bàn bạc thật là kỹ mình đi những điểm nào, rồi mình sẽ mua cái gì cấp thiết nhất. Thì có thể quý ông bà cô chú ở ngoài miền Trung á, quý ông bà cô chú có theo dõi được, có biết được tình hình thông tin, quý ông bà cô chú có thể tư vấn giúp Khương Dừa với lại anh Conan để làm gì cho nó đúng. Thì tiền bạc thì ông bà cô chú cũng tin tưởng cho mình, thì mình nhận được thì mình phải làm mua cái nhu yếu phẩm cái gì đó để mình làm cho nó cần thiết. Dạ, cái thứ hai cũng chia sẻ với quý ông bà cô chú, mình thì nói tình hình bão lụt thì thấy tội lắm, chắc ai cũng thương, ai cũng đóng góp chia sẻ, nhưng mà trong đó đảm bảo có những thành phần họ trục lợi, họ lợi dụng để họ nhận tiền của mạnh thường quân đó. Khương Dừa thấy chia sẻ trên mạng xã hội cũng có những người mà họ giới thiệu đi giúp đỡ rồi họ lấy phần trăm trong đó, thì mình nghĩ là không phải là những người đó thì coi như họ không có lương tâm rồi, mà họ không có lương tâm thì nói gì nữa, họ nói chung không có lương tâm thì thôi miễn bình luận đi. Nhưng mình chỉ sợ mình chỉ cần để lưu ý để ý một xíu là mình đừng để họ bị họ để họ lừa, họ lừa vậy thì tiền mình làm cực khổ mà mình muốn gửi miền Trung, mình muốn giúp đỡ bà con bác mà bị họ lừa thì mình tức lắm. À, mình cho người ta hoặc là ăn uống thì mình tức bị lừa, thật ra mới giống như là thật ra mình giống mình bị ngu vì bị họ lừa, mình tức lắm. Nó cũng vừa chỉ sợ là ông bà cô chú á, khán giả mà có theo dõi kênh Khương Dừa hoặc theo dõi kênh Lơ Man á, mà thấy đồng bào miền Trung thấy khổ quá, muốn chia sẻ một phần đi, muốn giúp mà chia sẻ vô lộn vô mấy người đó thì không hay. Thì riêng ở bên kênh Khương Dừa thì trong mỗi phần bình luận chứ trong mỗi có cái clip mà có phần comment bình luận á, Khương Dừa ghi lên đầu cái thông tin cái số tài khoản cá nhân của Khương Dừa, rồi thêm đó là số tài khoản của bạn Nga và bạn trợ lý của anh Coleman là tổng hợp tiền á, thì ông bà cô chú có thể chỉ gửi hai cái tài khoản đó thôi nha. Dạ, còn riêng nói một tầm kênh của anh Coleman cũng vậy luôn, kênh Coleman cũng có người giả mạo luôn, nên quý ông bà cô chú lưu ý. Còn quý anh chị và cô chú á mà ở nước ngoài á, thì trước giờ đã gửi rồi thì Khương Dừa đã nhận rồi, cứ gửi theo cách cũ. Dạ, còn nếu mà ông bà cô chú mà có xem mà bây giờ mà muốn gửi á, thì cứ nhắn tin vô fanpage của Khương Dừa, rồi Khương Dừa sẽ cập nhật cái số tài khoản cho quý ông bà cô chú. Cái fanpage của Khương Dừa lên tới là 700-800 ngàn người theo dõi lắm, họ không có giả mạo được đâu, những fanpage giả mạo này sẽ không có lượt like như vậy đâu. Thì quý ông bà cô chú cứ vô cái trang đó, thấy cái lượt like như vậy thì nhắn mình hỏi thăm cái thông tin đó, mình hỏi thăm thấy thông tin rồi Khương Dừa hoặc là một bạn trợ lý sẽ cho cái thông tin để mà cô chú gửi tiền về để chắc ăn nữa. Nhưng mà ông bà cô chú gửi số tiền nhiều thì ông bà cô chú cứ gọi cho Khương Dừa, sẽ nghe cái tiếng Khương Dừa thì chắc ăn, khi mà nghe được cái tiếng Khương Dừa rồi là biết là cho địa chỉ đúng thì mình cứ gửi theo đó. Đó, cứ gửi là Khương Dừa liên tục cảnh báo cặp cô chú anh chị là có những kẻ lừa đảo, họ tạo cái tài khoản giả rồi họ chắc chít với họ nhắn tin qua lại với lại những quý cô ông bà cô chú anh chị mà muốn giúp đỡ mà không biết thông tin của Khương Dừa, hoặc là Khương Dừa để cái số điện thoại của con bé trợ lý của Khương Dừa, có gì quý cô chú anh chị
không biết thì gọi qua đó cũng được để bé hướng dẫn. Thà mình không giúp chứ mình giúp mà mình bị lừa tức lắm. Lại tiếp lại đang giây phút mà khốn khổ nhất mà đâu xuất hiện những kẻ mà lừa đảo tức là... Thì Hương vừa xin chia sẻ với bà cô chú những thông tin vậy ha. Mỗi ngày thì Hương vừa sẽ đăng cái clip này cho tới ngày 23 Khương Dừa sẽ đi ra Huế. Thì cái chân của Khương Dừa hôm nay nó cũng bớt rồi. Hôm nay Khương Dừa đi khám bệnh. Đi khám cho Khương Dừa cái nẹp nè. Đó. Hồi bữa trước bó thuốc cũng đỡ bớt rồi nhưng mà bác sĩ cho Khương Dừa cái bó chân này là bó nó cũng đỡ. Thì chưa giờ đi vận động đi cũng lại cũng khỏe rồi. Hy vọng là tới 23 Khương Dừa sẽ khỏe, Khương Dừa sẽ đi miền Trung. Khương Dừa thì không ngại gian khổ tại vì thật sự là hồi đó Khương Dừa ở quê á, quê của Khương Dừa cũng bị lũ lụt, nước ngập lên láng. Khương Dừa với cha của Khương Dừa phải đội mưa rồi tát nước be bờ, rồi sợ hồi đó nuôi cá, sợ cá nó ra rồi nhà nó già nó dột nát rồi nó sụp, nên Khương Dừa quen cảnh đó rồi cũng không sợ. Hy vọng là Khương Dừa sẽ đi ra miền Trung rồi Khương Dừa sẽ tiếp cận được những cái vùng mà lũ, mà những vùng bão lũ mà coi như khốn đốn nhất, để mình mang tiền của mình rồi tiền của ông bà cô chú tới cho những cái người dân khó khăn đó. Tại vì cái chương trình thiên đường thực này á, là không biết ông bà cô chú biết sao, là mình ghi hình mình phải báo trước nửa năm rồi, mình book lịch trước nửa năm luôn á, và mình đã mời nghệ sĩ xong xuôi rồi, sân khấu rồi xong hết rồi. Đó là công ăn chuyện làm của cả mấy trăm người chứ không phải riêng của bản thân Khương Dừa, mà riêng một mình Khương Dừa thì Khương Dừa không thể vắng mặt được đó, nên Khương Dừa phải đi trực suốt, nên sau chương trình là Khương Dừa mới đi được. Quý vị ông bà cô chú cũng thông cảm giúp Khương Dừa ha. Nói chung là cảm giác còn quý ông bà cô chú rất là tin tưởng Khương Dừa với lại anh Coleman, thì Khương Dừa với anh Coleman sẽ dùng bằng cái uy tín của bằng cái cách làm, bằng cái uy tín của hai anh em sẽ cố gắng hết sức làm cho tốt cái việc này. Nó không chỉ tốt cho nó sẽ, tại vì Khương Dừa nghĩ á, Khương Dừa với Coleman là có một cái kênh với là kênh YouTube với kênh bay, mọi khi mà hai anh em mà chia sẻ thông tin thì sẽ được rất là nhiều người quan tâm ủng hộ, mà mình mà dành ra được ít thời gian thì mình sẽ huy động được rất là nhiều tiền, mà mình đi trực tiếp nữa thì mình sẽ giúp được rất là nhiều người nữa đó. Mình khi mình có điều kiện thì mình bỏ ra cũng không nhiều, hai anh em người bỏ ra có 100 triệu. Quan trọng là ba ông bà cô chú, có những ông bà con Dừa đang cảm giác là có rất là nhiều ông bà cô chú muốn đi lắm nhưng mà nhiều khi không có điều kiện, mà hoặc là thứ hai là họ cũng không có được nhiều tiền. Tại vì có nhiều ông bà cô chú là gửi Khương Dừa có 50, 100, 200 mà đi ra ngoài miền Trung thì phải đi máy bay rồi tốn tiền nhiều lắm đó, nên coi như là gửi gắm Khương Dừa đi, Khương Dừa lên Coleman thôi. Hai em sẽ cố gắng làm thật là tốt. Có gì ở quý ông bà cô chú á, có ý nào hay thì quý bà cô chú cũng để lại cái thông tin ở trong cái bình luận giúp Khương Dừa. Ví dụ là nên đi ra đó tặng cái gì cần thiết thì sáng cũng bằng sơ, có thể là tặng xuồng ghe gì đó, hoặc là áo phao á, để cho mọi người có áo phao, để lúc nào cũng mặc áo phao để tránh những trường hợp mà mưa bão lũ quét rồi mình nó đỡ hơn. Xuồng ghe đồ để di chuyển rồi mọi người ra cái vùng an toàn, vì sau lũ thì có thể dùng xuồng ghe đó để cho địa phương họ xài luôn cũng được, hoặc là mua những cái thức ăn nào ăn được liền mà giữ được nhiều ngày á, để thôi mưa bão lũ lụt mà ngập tới nóc nhà sao nấu nướng gì được. Ví dụ mua cái gì ăn mà nó cũng có thức ăn nhanh đó mà để mà nó cũng bảo quản được vài ngày á, ăn mà cũng có chất dinh dưỡng á, để giúp mình. Khương Dừa nghĩ là chắc vài bữa nữa bão sẽ qua thôi, cuộc sống sẽ trở lại bình thường, hy vọng là cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Dạ rồi, cảm ơn quý ông bà cô chú nha. Cảm ơn quý ông bà cô chú đã tin tưởng Khương Dừa, tin tưởng Coleman, đã
giao cái tấm lòng của cho mọi người, gửi cho Khương Dừa. Khương Dừa sẽ mang cái tấm lòng đó để mang ra cho đồng bào miền Trung. Dạ rồi, cảm ơn quý bà cô chú rất nhiều. Chào tạm biệt quý bà cô chú, hẹn lại quý bà cô chú trong một video. Bye bye.